đồ gỗ Mỹ Nghệ trường Minh Nghệ Phòng xin kính chào tất cả các bạn. Chúc mọi người có một buổi tối hôm nay, buổi tối thứ năm. Em cứ nghĩ hôm nay là thứ tư, hóa ra là hôm nay đã thứ năm rồi mọi người. Thời gian trôi nhanh thật. Hôm nay là ngày 2 đầu tháng. Nhẹ nhàng bỏ hẳn ra. Hôm nay ngày 2 đầu tháng, em cũng vừa sửa vừa xong. Thì hôm nay có rất là nhiều sản phẩm mới rất là đẹp mà muốn chia sẻ với mọi người. Thì trên màn hình các bạn đang nhìn thấy một tác phẩm một đôi voi được chế tác hoàn toàn liền khối. Đây hàng liền khối mọi người nhé, hàng gỗ chắc mà bức này thì khủng khiếp luôn. Bây giờ kiếm một cục chắc đỏ đen mà như thế này à, quá kinh khủng mọi người nhé. Đây là dành cho anh em nào thích sưu tầm gỗ chắc và đam mê những cục chắc VIP thì anh em mê cục này. Mọi người nhìn này, em là một người em mua cục chắc này thực sự là bởi vì mình quá đam mê nó thì mình mua thôi, chứ còn nó đắt lắm, 150.000 một cân. Mà mọi người nhìn cái đế này đặc xịt 100% luôn. Và nó em này, này hàng đánh si mọi người nhé, em đánh si mọi người nhìn này, rất là chất lượng. 2,6 triệu cục gỗ này nó quá là khủng khiếp, nó có cả lu mọi người nhé. Đây nó có lu, có những cái chấm lu chắc này, đó chắc đỏ đen, cái phần bên dưới này đen, phần trên này thì nó có một chút đỏ, đây trên này thì nó lại đen đấy. Và gỗ thì nó đặc xịt, mua đắt tiền mà là mình đam mê thì mình mua thôi. Đây mọi người nhìn này, gỗ này đấy đặc xịt. Anh em mà sưu tầm, các bác nào sưu tầm và muốn lưu giữ lại những cái sản phẩm mà gỗ chắc của Việt Nam mình, mà những cục chắc quý, những cục chắc to, chắc đặc, gọi là chắc này người ta gọi là những cục chắc gần như là rất là quý hiếm và nó cũng không còn nhiều, thì anh em có thể là bê cái sản phẩm này mọi người nhé. Con đấy nó cũng không còn nhiều những cục như này đâu, thường chắc nó chỉ những cục lũa hoặc những cái rễ, cái dãi hoặc nó có đặc nhưng mà nó rất là bé chứ nó không hề có to như này. Đây là thực sự em nhìn cái cục này quá là đẹp và em thật sự là mình không được kìm lòng được mình mua này, dã man lắm mọi người, tuyệt vời luôn. Đây anh xì nhé, hàng chất lượng thì anh em nhận hàng kiểm tra nhá, đẳng cấp thôi, không có cục thứ hai đâu. Và những bức này thì giá cao lắm, thường thường bán giá kinh điển lắm. Cái này là cao 39 thì mọi người này, cao 39 gần 40 ấy nhá. Và gỗ cái bệ này, anh em nhìn cái bao tiền cái bệ này, nó to như thế này cơ mà, sưu tầm thôi mà giá rất là hợp lý, giá cực kỳ hợp lý cho mọi người luôn, 2,6 triệu nghìn gỗ thôi. Đây mọi người nhìn này, này là ok chưa, chất đỏ đen phê lắm, quả này quá khủng khiếp luôn, cao 39. Độ dày của cục gỗ này là độ dày em nhớ là như 20 và cái độ rộng là 32, cao là 39, dày 20 và độ rộng là 32 của cái lên nu. Nó kết hợp giữa hai màu đỏ và đen rất là đẹp và hàng đánh si. Thật sự là đam mê, và các bác có những cái vị trí nào mà nó hợp lý và để được những cái sản phẩm một cặp voi rất là xinh và đẹp này. Hàng liền khối 100% mọi người nhé. Gỗ này thì chắc chắn là cực kỳ VIP rồi, không còn những cục này đâu. Hiếm lắm rồi. Một xe gỗ 4 tấn về là chỉ có duy nhất một cục này là đẹp nhất, đặc nhất, vân đẹp nhất và chất gỗ tuyệt vời nhất. Còn thường thường cũng có gỗ to nhưng mà chất nó rất là xấu, không đẹp. Bước này giao lưu anh em nhé. Anh em thật sự thiện chí, đam mê và chơi và chắc to này và chất như này không có nhiều. Em xin đẹp mọi người bước này 3,5 triệu thì mọi người 3,5 triệu, 2,6 triệu tiền gỗ rồi. Sơn chi công cán thật đủ rồi. Đấy, 3,5 triệu này. Tuyệt vời luôn đấy mọi người ạ, đẳng cấp ấy, không cục chắc như này đâu. Anh em thật sự đam mê thì chơi. Mà đế, cái quan trọng là cái đế nó quá VIP.
không có tác phẩm thứ hai như thế. Tiếp theo em Minh sẽ đưa chia sẻ cho mọi người một bức em đưa cho anh một cái quả Vermo siêu VIP đây, để cầm cho mọi người cảm nhận. Em muốn chia sẻ mọi người đây là một cái quả Vermo, cái này người ta gọi là hàng này, người ta gọi là hàng mì tôm, mì tôm anh em nhé, hàng này gọi là hàng mì tôm. Hàng này thì cái giá nó ngang sánh ngang với gỗ lu ấy, nu Vermo ấy mọi người ạ. Và những quả mà chất gỗ như thế này thì anh em bỏ số tiền đâu đó rất là cao, toàn trên 2,5 triệu đến 2,7 triệu một quả như này. Đằng dưới của nó thì mọi người nhìn này, không biết các bác cảm nhận thế nào, nhưng mà đặc xịt và chun cũng như là mì tôm gần như 99,9% và hàng hoàn toàn là không có vết nổi, hàng sưu tầm rất là thơm nhé, thơm lắm anh em nhé, hàng này thì rất là thơm nhé. Và cũng hiếm lắm rồi, những bức này thì những quả này thì anh em sưu tầm thôi, chất lượng tuyệt vời và chỉ duy nhất một quả nhá, duy nhất một quả, không quả thứ hai. Đam mê thì chơi thôi, có lúm đầy 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 đủ nhá, anh em đam mê thì chơi nhá, đỉnh cao của gỗ. Cái này về mọi người bày ở cái vị trí nào thì cái vị trí đấy nó bừng sáng lên luôn đấy. Con mèo luôn kêu trong xe. Đường kính 26 mọi người nhé, đường kính 26 đấy, không bé đâu các bác nhá, VIP lắm. Cái đo độ dày là không tính núm nhá, em bỏ qua cái núm đi, mình không có tính núm đi, quả này cũng khá là dày đấy mọi người ạ. Chiều dày của nó là 15 đấy, đường kính 26 mà dày 15 là nó cũng kinh điển lắm đấy các bác ạ. Phê chưa mọi người, quá ác liệt luôn. Mèo đâu lại vào nhà đi, quá kinh điển đấy mọi người. Tí mở cửa đuổi ra, quá ác liệt đấy mọi người. Ấy, em mở cái cổng em đuổi ra đi, bác con kia vào đuổi ra ngoài đi. Mọi người nhìn cái chất mì tôm này, ác chưa, đẹp nhỉ các bác nhỉ, dã man luôn mọi người. Lấy cái que theo đấy, đuổi ông kia đằng sau. Không biết cái con mèo ở nhà ấy lại vào, những em cứ kêu meo meo. Mọi người nhìn này, phê nhỉ các bác nhỉ, đẹp thật sự luôn. Em Minh chỉ xin giao lưu mọi người quả này, cái giá cực kỳ êm ái mềm mại, rồi và anh em thật sự nhanh tay thì bê nhá. 1,6 triệu, 1,6 nhá, 1,6 mọi người nhá, 1,6. Và chắc chắn là không có quả thứ hai này đâu, tuyệt vời quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp anh em, đẹp thật sự đấy các bạn. Tiếp theo em Minh muốn chia sẻ với mọi người bức này. Cái bức này ra chưa? Đây nó là một cái bức ghi lạc đu hương. Tôi kể em ơi, đây để em mua gỗ lu mọi người nhé. Hôm nay thì nên cho anh em toàn hàng VIP này. Anh em nhìn cái phía đằng sau đây nhá, anh em nhìn phía đằng sau này, nó gồm có lu này, có chun này và có chớp này, rất đẹp. Còn đây là đằng trước mọi người nhìn này, cái chất gỗ của em đây là hàng lu của mọi người nhìn này, tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đây này, 150.000 một cân phôi, anh em nhìn này. Những cái bức này dành cho bác nào thích chơi những cái bức nó vừa vừa, nó hàng nhỡ, hàng này hàng nhỡ vừa vừa hợp lý, mọi người để vào những cái vị trí nào mà nó cảm thấy nó phù hợp thì anh em để. Và hàng này đục kỹ anh em nhé, mọi người nhìn đây có đục thêm một cục cọc này, tay cũng cầm phía này một cái hồ lô lu này, tay bên này cầm một cái thỏi vàng, và bên dưới là một cái bao tiền, đây là cái miệng bao tiền, đây là cái miệng bao tiền, cái bao tiền nó rất là căng và đầy, nó còn phì ở bên ngoài và cái miệng nó hóp ở bên trong,
Đây là một cái thợ làm rất là khéo, nó tạo ra một cái bao tiền, mình cảm giác cái bao tiền nó rất là căng căng và đầy và tròn đấy. Còn đây có một chú rơi bám một cái bao tiền, đây có một cái thỏi vàng. Chất gỗ thì hàng này là tuyệt vời, cú mèo luôn anh em, 150.000 một cân gỗ. Thì mọi người cứ tưởng tượng ra, ví dụ như một cái cục phôi mà để mà làm được một cái tác phẩm như này thì nó xem tầm khoảng 15 đến 17 cân gỗ, 15 17 cân gỗ, tầm khoảng 15 cân thì giá phôi nó rất là đắt rồi. Những cái bức này trên thị trường nó bán giá cũng rất là cao, tầm cũng phải tầm khoảng 3 triệu rưỡi, 3 triệu đến 3 triệu rưỡi một bức như này. Thì công thợ mà người nhìn thợ này làm cũng khá là kỹ, thì không dám nhận là hàng siêu kỹ đâu, nhưng mà cũng có đục thêm cả một góc thêm, một góc thông thường này. Phần tay chân mọi người nhìn đều rất là múp, anh em nhìn này, nó rất là múp đây, thợ làm rất là kỹ, mà chân đều múp lên tay này, tay này đấy, em có kích thước cho đây, giá hợp lý thôi. Cái này rộng 36 này, độ dày thì nó khá là dày, không mỏng đâu, chiều dày là 25 và chiều cao của bức này là 22, rộng 36, dày 25 và cao là 22. Em mình chỉ xin giao đi mọi người bức này 2,5 đồng thôi mọi người nhé, 2,5 đồng thôi, 2,5 đồng cho anh em sưu tầm. Bởi vì cái bức này cái tiền công đục nó đâu đó tầm khoảng 1 triệu, 1 triệu tiền công đục, 1 triệu tiền công đục của mọi người. Nói chung là gỗ này thì em không bán được cao như người ta đâu. Hàng không có tì vết đâu các bạn, anh em yên tâm nhé. Bức này thì quá chất lượng này. Không có bức thứ hai đâu mọi người ạ. Quá đẳng cấp đấy. Em ơi nên cho anh một một cái bức nghe 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 đi, nghe chắc đây này. Bức này đây. Rất đẹp. Đây là hàng kỹ mọi người nhé. Cái chắc này, hàng này, bức này được một cái nó là chắc đen đây. Anh em nhìn đây, em sẽ chỉ cho mọi người cái phần mà gỗ mà thợ cắt ra đây này. Anh em nhìn cái phần mộc đây này, đen xì luôn. Còn hai cái lỗ này là hai cái lỗ vít để thợ đã bắt vít nên là nó có cái, nó giữ được cái này thì thợ mới đục được, chứ nếu không bắt vít để giữ thì sẽ không có cái gì để đục được, bắt buộc bắt vít đây. Đấy, ở đây mọi người cắt gỗ cắt ra đen xì luôn. Thì đồng nghĩa việc là bên trên người này khi làm mà nó sẽ đen như này. Thì anh em yên tâm về chất lượng gỗ nha, em bán là đảm bảo về chất lượng gỗ, chứ không có lý gì mà trên này đen mà dưới này cắt ra đỏ lòm mà trên này đen thì nó là hơi vô lý. Đấy, hơi vô lý, nên là dưới này đen rồi thì trên này làm sẽ đen. Và đây là một trong những cái bức chắc gỗ, chắc đỉnh nhất của gỗ chắc, chắc đen là trong những cái dòng gỗ đỉnh nhất. Và đây là nghê, nghê sù đục rất là kỹ và di sản mọi người nhé, làm cũng tỉa và rất là lâu công. Bức này mọi người để ở cái vị trí nào hợp lý thì anh em để. Giá thì theo gỗ theo công thôi. Cái này chiều rộng của nó 24, rộng 24, cao là 24 và độ dày là 10 phân. Hàng cam kết ở liền khối, không vá víu, đục kỹ sắc lét. Mọi người phải để bàn để biết đâu nhá. Em giao đi mọi người là 1,790 thôi, 1,790 thôi, giá tình cảm thôi. Cục gỗ này bọn em đầu tư ra nó phải rơi vào tầm khoảng 900, khoảng 900, khoảng 900 cục gỗ này. Em mở cổng ra để nó đi ra chứ em cứ đóng làm gì hả? Mở cổng ra thì nó mới đi ra chứ. 1,790 mọi người nhé, rất là tuyệt vời. Lấy cái đèn pin vào nhà, lấy cái đèn pin xoay, đi vào nhà tìm cái đèn pin xoay. 1,790 mọi người nhé, tuyệt vời luôn. Này quá chất lượng. Vào nhà lấy cái đèn pin xoay. Đây, để mình chia sẻ mọi người hai cái tác phẩm này. Đây có một cặp hổ, đây là đúng một cặp luôn anh em nhé. Cặp này thì nó sẽ, thôi em không bán được cặp, em bán lẻ thì em một đi cho nó dễ. Cặp kia là khó. Đây là một cái rễ chắc đen rất là to và hàng đục liền nguyên khối 100%.
Anh em lưu ý giúp em Minh là đây là hàng đục liền nguyên khối 100% và hoàn toàn là không có chắp ghép, không dặm màu và không vẽ vân. Mọi người đi mua gỗ chắc thì anh em cố gắng tìm những cái sản phẩm nó như thế này để chia sẻ với mọi người. Vì gỗ chắc thật sự là nếu mà con đồ ấy, một con đồ gỗ chắc ấy to như thế này, to như thế này, đây rất là to. Em đo sơ qua kích thước cho mọi người đây này. Cái chiều dài nó lên đến 40 hơn 4 khoảng 40 phân như này mà để đục được nghìn khối thì cái cục gỗ này chia sẻ mọi người là không dưới tầm khoảng 6 đến 7 cân phôi đâu, không dưới 6 đến 7 cân phôi đâu mà để làm được đâu. Đấy, nó rất là nhiều phôi và cái hàng cam kết cho mọi người là liền nguyên khối như này, chắc đen xì như này. Mọi người nhìn cắt phần cắt ra này, đen hết. Đây là nguyên mộc của cái này, chỉ cần động một nước hoặc động một sơn nót cái đen xì luôn. Đây, đây là sơn nót phản đen xì, nó vẫn có vân, mình nhìn vân nhiều. Đấy, đây nó vẫn có cái ánh đỏ này. Đây, thậm chí mọi người nhìn đây nó vẫn có cái ánh đỏ này, nhưng mà đỏ nó ít, nó rất là ít đỏ. Đây vẫn có sụn đỏ này. Con này thì rất là to, anh em để bàn nhé. Mọi người đi mua ấy thì phải tìm hiểu thật kỹ và hỏi thật là kỹ cái nơi người ta bán, chứ anh em đừng nghe giá, đừng nghe giá, chỉ vội vàng nghe giá mà chưa tìm hiểu kỹ một cái sản phẩm của chắc thì nó cũng hơi thiệt thòi mọi người. Bởi vì em với cái giá gỗ chắc và cái công cán thợ thuyền thì cái một cái sản phẩm gỗ chắc nó không thể rẻ đâu, không thể rẻ đâu mọi người ạ. Nhưng mà với em mình là em cam kết đây là những cái dĩa chắc Việt và hàng hoàn toàn nghìn khối, chất vân chất gỗ anh em về kiểm nghiệm nhưng đảm bảo là chất lượng tuyệt vời luôn. Như cái bức khổ này em mình chỉ xin giao đi mọi người này, 1 đồng 1 thôi mọi người nhé, giá cực kỳ mềm mại và chỉ duy nhất ngày hôm nay anh em nhanh tay thì bê con này 1 đồng 1 nhé mọi người nhé. Đó, chất lượng thì khỏi bàn luôn em ơi. Dài 40. Tiếp con này thì to hơn một chút, bởi mọi người nhìn cái bệ gỗ này, bệ gỗ này nó to hơn và cái chiều cao này sẽ nó cao hơn thì nó sẽ phải nhiều gỗ hơn. Đấy, cái sản phẩm này thì em chia sẻ em chắp một miếng duy nhất, đây là cái miếng này mọi người này, đây anh em có nhìn thấy không, đó một miếng này này, đây một miếng này, đây nó chính là cái miếng này, đây là một cái miếng này này. Đấy, bởi vì là cái đế này nếu mà nó không được vững ấy, mình muốn nó vững thì mình chê một miếng, đây cái đầu chê một miếng vào đây, còn toàn bộ trên này là liền hết, anh em về kiểm tra. Đây thì vài chưa, và đây đều là chắc đen. Em đều, nói chung em mua thì em ít khi mua chắc đỏ lắm, hầu như em đều tìm chắc đen em mua hết, đều chắc đen mua. Anh em chơi thì đều thích chắc đen ấy, là nó cái đen xỉ này, gọi là đen mua về mọi người ra nắng nó sẽ đỏ nhé. Cái chiều rộng của con này rộng nó không bằng con kia nhưng mà lại cao hơn, rộng là 37, cao là 22 và độ dày là 14, dày 14, hàng đục liền nguyên khối nhá, đục liền nguyên khối chứ không phải là không loại. Có bác gọi điện bảo em ơi hổ chắp lên đế à hả em, thì thật sự là cũng không biết giải thích mọi người như nào, nhưng bên em không bao giờ và chưa bao giờ làm một cái sản phẩm con giống nào mà phần đế và phần trên người con giống chắp lên cả mọi người nhá. Còn ví dụ như có làm thì em sẽ báo cáo mọi người đây là em chắp cái này lên cái này. Đấy, nên còn anh em đi mua trên thị trường gỗ chắc ấy thì mọi người phải hết sức lưu ý, bởi rất nhiều trường hợp là chắp bét là nhà luôn ấy, không có liền nhiều đâu. Đấy, cái bước này thì giao đi mọi người à, cái gỗ này nó nhiều gỗ tiền công nữa, em giao đi mọi người bước này là 1379 anh em nhé. Thôi lấy 1279 đi, 1279 anh em yêu thương thì ủng hộ, giá này thì quá tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời thì mọi người nhé. Có hai con hổ đâu, không nhiều. Hai con hổ chắc đen đây thôi. Tiếp theo nên chia sẻ cho mọi người, cái này em sẽ bán cho mọi người một bức đi. Bán cho mọi người một bức này để em chút, để em chỉ cái máy, cho cái máy nó thấp xuống một chút. Đây, bán cho mọi người một bức này đi. Đây, em sẽ chia sẻ cho mọi người một bức, một cái chum tam cọc rất là đẹp, tuyệt vời.
Wow, chùm này rất là nặng mọi người nhé. Mọi người về nhận hàng kiểm tra. Nặng lắm. Wow, nặng dã man. Vân chùm này là rất là VIP các bác nhé. Chùm cọc. Giá thì em đảm bảo mọi người là cái giá sản xuất thôi. Các anh em mua được cái chùm cọc này mua được cái giá sản xuất luôn. Mọi người những chất vân là như cọc luôn nhé. Đẹp lắm mọi người ạ. Cái vân của cái chùm mà nó rất là già. Này, đây có những cái vân này. Phần vân, phần mặt gỗ này. Nó như gỗ cẩm luôn. Chùm này thì gỗ già lắm. Bác nào ở nhà chưa có chùm thì nhớ đến em Minh và mua cái chùm này về. Để mấy đồng tiền cho. Quá đồng tiền đầy đủ nhá. Chất lượng chùm này thì khỏi phải bàn đấy mọi người ạ. Không phải bàn cái chùm này đâu. Ok được chùm này. Mà giá nó cũng rất là hợp lý. Giá nó cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Không quá cao đâu. Hàng nhà sản xuất ra. Nhìn nguyên khối nhá. Em lấy đại diện đồng tiền này thôi. Nhưng thực ra cái đồng này không phải của nó đâu. Hơi to. Hơi to nhưng mà nó có đồng tiền đầy đủ. Để lo kích thước xem nào. 650 mọi người ạ. Rộng là 41. Và sâu là 31. Gỗ đẹp lắm các bác ạ. Gỗ vân đẹp lắm. Anh em ở nhà chưa có chùm nhớ đến cái chùm này của em. Vân đẹp lắm. Cái vị trí mà cái chùm này mọi người, đây là người ta em gọi là chùm giọt nước bởi vì nó rất là cao. Mọi người có nhìn thấy không? Nó rất là cao nhá, nó không thấp chùm nhá này. Và những cái chùm cao này thì rất là hiếm. Bây giờ người ta làm là nó chỉ có những cái chùm thấp thôi. Bởi vì cái gỗ nó không nhiều thì là sẽ chỉ có chùm thấp thôi. Nên là rất là hiếm và thi thoảng thì mới có những cái chùm cao như thế này. Nên là anh em nào thật sự đam mê và cái vị trí của mình nó cần những cái chùm cao thì mọi người nhớ tìm những cái chùm này về về. Này, gỗ đẹp chưa? Quá xuất sắc. Mọi người nhá, quá xuất sắc luôn. Đó. Đó, cái này là cái mặt gỗ. Đấy. Giá thì để em mình chỉ để cho mọi người cái giá thì anh em nghe phát mục luôn. Nghiên khối nhá. Đợi em chút, đợi em chút để em quay trên này. Cái bỏ đồng tiền này ra đi. Nhìn hơi vô duyên thì nó to quá. Những cái con cọc này đều là liền của gỗ to ạ. Sau đó cắt ra nào. Đấy, tuyệt vời luôn. Một chùm đấy nhá. Chùm cao này là khó làm lắm mọi người ạ. Chùm thấp thì nhiều. Anh em mua chùm thấp thì nhiều. Bây giờ cái chùm này còn khá lắm. Tầm khoảng 20 cân hơn 20 cân đấy. Không nhẹ đâu. Bởi vì gỗ với cái chất phôi như chất màu như này ấy, thì làm ra ấy, thì mọi người dung là làm ra cái phôi nó rất là nặng bởi vì cái chất màu là gỗ già nông chuột rất là già và nhiều gỗ ấy, nó không giống những hàng bình thường đó nên là nó sẽ nặng phôi ban đầu. Cái phôi ban đầu nó quyết định rất là nhiều với cái chùm như thế này. Một cái chùm như này bọn em đầu tư gỗ ra chắc chắn là không dưới 2 triệu tiền gỗ đâu. Không dưới 2 triệu tiền gỗ đâu mọi người nhé. Đấy, không dưới 2 triệu tiền gỗ. Thì bây giờ công cán thợ thuyền nữa. Một cái chùm này bình thường bán tầm trên 3 triệu là cũng là rẻ này. Tầm 3 triệu 2 cái chùm này là, hoặc 3 triệu là cũng rẻ rồi. Nhưng mà em để cho mọi người này. 2790 anh em nhìn tay. 2790 mọi người nhé. Duy nhất cái này thôi. Chùm cao 50 nhé. Chiều cao 50 chứ không phải là cao 20 đâu mọi người nhé. Chùm này cái này giá này là cực kỳ mềm mại và cực kỳ tuyệt vời đấy mọi người. Và chất gỗ này quá VIP luôn. 2790 cao 50 nhá chứ không phải là chùm cao 30 đâu nhá. Mọi người đi mua một cái chùm nó cắt đến đoạn này này như thế này, anh em đã mua tầm 2,7 triệu rồi. Như này đến nó không có phần đế này đâu nhá, chỉ đến đây thôi, từ đây hát lên này đã 2,7 triệu rồi nhá. Đây có cả phần đế này nữa. Chất gỗ chất vân cái trang bị cái chung này. Ok. Để em lên cho mọi người một cái gì. Đưa cái quả ngọc am này. Bạn tặng người ngọc am đi. Em cắt một lô ngọc am mà chục cái chùm cơ nên này bán tặng mọi người quả này đi, bán tặng nhá, quả này không bán không lấy công.
Hôm qua quay một quả hồ mạch với cái gì? Sao với nhỉ? Bật tỉnh ra. Quả này thì gỗ rất là già và tròn và đẹp. Đẹp lắm. Mọi người nhìn rõ chưa? Tuyệt vời nhá. Đây là luôn quả này em ăn tặng đi. Tặng cho anh em chơi. Thơm lắm mọi người ạ. Thơm lắm, để lật lật cái đế nhá, lật cái đế cho mọi người nhìn cái đế. Cho mọi người nhìn cái đế. Đặc xịt với các bác, em cam kết đặc nhá. Em không đặt đâu nhưng mà cam kết với mọi người là đặc. Anh em về kiểm tra nếu mà phát hiện ra rỗng thì nặng lắm, em cũng đặt đây. Đặc xịt luôn. Đặc xịt 100%. Nặng lắm. Cái hàng này mọi người nhìn cái chất màu là biết là nó cực kỳ nhiều dầu. Cái này nó bị xước một chút do kiểu là khi nó sạm đánh sáp ấy, nó chưa được khô lắm, nó bị dính dính. Để mai em mới xoa, em sáp lại cho mọi người, sạm vào sạm lại. Về cái dòng ngọc am mà nó nhiều dầu, những cái quả nhiều dầu này làm khó lắm. Nó cứ kiểu dầu có da đấy. Nhưng mà những quả này nó rất là thơm. Thật sự là rất là thơm mọi người nhé. Đường kính 41 anh em ạ. Đường kính 41. Đường kính 41 cao 25. Đường kính 41 cao 25. Em ăn tặng mọi người chiếc chùm này. Đường kính 41 cao 5 mọi người bỏ nó còn rẻ nhất thị trường bây giờ. Anh em cũng phải bỏ số tiền tầm 2 triệu 6 đến 2 triệu 7 một quả chùm đường kính 40. Đúng không ạ? Tầm 2 triệu 6 2 triệu 7 một quả chùm đường kính 40, quả này đẹp tuyệt vời luôn. Này và thơm dã man luôn. Vân này. Anh em này, giá này. Em mình để cho mọi người chiếc chùm này hôm nay. 2150. 2150 mọi người không nghe nhầm đâu nhá. 2150. Cái này em không đi câu đâu. Trên xưởng đang làm một thợ đang tiện một lô là đâu đó rơi vào tầm khoảng 12 đến 13 chiếc chum. Em làm một phong một lô luôn. Rồi em bán nhanh. 2150 mọi người ạ. Đường kính 41 đấy. Không phải được kính 31 đâu anh em nghe nhầm đúng nhá, được kính 41 và chiều cao 25. Là nó rất là dày ý nhá. Cao 25 giờ dày lắm nhá. Để tròn lắm. Anh em nhìn thấy bề của này rất tuyệt vời luôn. Bán này hết nòng hết dạ anh em luôn. Hết nòng hết dạ luôn. Wow, thử lắm. Phải bê thì về. Mang đi tặng rất tuyệt vời. Thì nó rất là thơm. Cái gì hết. Em bán cho mọi người cái này. Cái này là em sản xuất để, thực sự là hàng này lâu lắm rồi mới làm này. Phải bỏ chắc đâu đó dư vào tầm khoảng 5-6 năm này. Chờ 6 năm 5 năm, tầm 5 năm. Bây giờ mới quay lại nè. Cái này là làm để mọi người chơi tết. Bởi đợt vừa rồi em làm rất là nhiều gỗ cẩm. Thật sự làm cực kỳ nhiều gỗ cẩm luôn. Thì em mới nhân đà ăn tiện ấy. Em mới làm một lô cho thợ tiện một lô luôn. Thì cái lô này em sẽ bán về mọi người chơi tết. Và cái giá sẽ là vừa bán vừa tặng anh em. Không tính tiền gỗ nha. Không tính tiền gỗ đâu nha. Cái này tiền gỗ không tính. Và em chỉ tính cái tiền công tiện này. Tiền quay quật và tiền sơn BU. Tiền đóng bọc thôi. Còn tiền gỗ thì thôi. Cái quả nào to thì em sẽ tính gỗ. Cái này thì em sẽ bán từng quả một. Và anh em nhặt quả nào thì nhặt. Mọi người nhé, từng quả một. Em mới lấy cái giấy đi. Không sợ khi mình không nhớ giá. Bởi vì cái giá nó rất là rẻ mọi người nhé. Cái tiền công tiện một quả như này nó tầm khoảng 150 đến 170 một quả. Hàng nhỏ này tiện lại đắt. Cái hàng to tiện nó rẻ. Nhưng mà hàng nhỏ em đi thuê tiện này nó rất là đắt. Không hiểu tại sao lấy đắt, nó bỏ lỡ cái hàng nhỏ tiện nó khó. Chả hiểu nè. Rồi nha, bây giờ em sẽ bắt đầu quả đầu tiên này. Quả này thì mở màn. Quả này vân rất là đẹp, nhưng nó bám một tí rác đây này. À, nhưng mà cái vân này rất là đẹp. Cầm nha, quả số 1, 5 màu 1.
quả này mở bát mở màn lấy cho mọi người cái giá này cực kỳ hợp lý và tình cảm. Cái này là mở bát, quả mở bát, quả này giao đi mọi người là 160k. Tiền phun một quả như này, đánh dây giáp và phun một quả số trên tầm 40.000 đấy, 40.000 một quả này. Số 1 nha, 160k. Anh em về để những ngô cầu thang. Tiếp đến số 2. Số 2. Vân rất đẹp nha. Gia báo, cái này người ta gọi là vân gia báo. Vân gia báo mọi người nha, cẩm gia báo nha. Đặc xì thiết. Lưu ý là tất cả đều là hàng đặc, không có bọng, không có tâm nhá. Em không làm hàng bọng tâm, đặc hết. Đặc hết 100%, đặc hết này. Đó. Quả số 2. Gỗ một quả như này nếu thưa mọi người đồ gỗ không rẻ đâu. 6 đến 70.000 một cân phôi ấy. Quả này cao 22 này. Và đường kính của nó là tầm khoảng 8 phân. Quả số 2. Cao 22, đường kính 8 phân, quả này là 240k. Số 2 nhá, 240k. 240k quả này. 240k. Đó. Anh em yêu quả nào để chốt nhá. Số 3 cũng là da báo rất đẹp, nó một chút dài này. Số 3 này to hơn nhá. To hơn. To hơn nhưng mà giá cũng thế thôi. Quả này cao 23 và đường kính 8 phân. Đẹp lắm, vân tự nhiên hết 100%. Cao 23 đường kính 8 phân, tất cả là cẩm hết mọi người nhá. Đấy đặc xí đây mọi người nhìn cái vân này. Đấy, vân da báo. Phèo ra báo. Quả này cũng 240k, quả số 3. Tiếp quả số 4. Quả này là tuyệt vời luôn này mọi người này. Không có tí vết lỗi nào đâu mọi người nhá. Đây số 4. Số 4. Cao 22. 21 và đường kính 7. Cao 21 và đường kính 7. Vân rất tuyệt vời luôn. Quả này 190k thôi. 190k quả này đi nhá. 190k quả này. Số 5. Số 5 này thì quả này hơi nhiều rác, thì những quả rác như này thì là thôi, như là những quả rác này là những quả bị vỡ mồm. Nhưng mà vân lại rất là đẹp. Nhưng mà anh em mà thích chơi rác và quay cái mặt này ra. Đây quay mặt này ra thì rất là đẹp nhá. À. Không có vết nỗi gì, đặc xịt này. Đặc xịt. Đặc xịt nhá. Quả số mấy bạn nhỉ? 5 à? À, cao 18, đường kính là 8. Cao 18 mà đường kính là 8. Quả này 170k. 170k mọi người nhá. 170k. Bao nhiêu nhỉ? Quả này quả số 6 đúng không? Số 6. Số 6. Số 6. Đây đế này. Số 6. Số 6 này giá thì cũng hợp lý thôi. Cầm hết. 21, cao 21, đường kính là 9. Cao 21 và đường kính 9. 180k. Đế đặc hết này, đặc xịt này. Vân rất là đẹp luôn mọi người nhá, toàn vân đẹp luôn. 180k. Anh em có thể mua một phát mấy quả liền được. 1 triệu thì có thể mua được đến 6-7 quả gì đấy. Về trưng bét tờ nhà lúc này đế này. Ui quả này vân đẹp chưa? Mọi người này. Sụn này. Đẹp chưa? Ấy. Quả này có sụn đẹp lắm nha. Ấy. Quả số mấy nhỉ? Quả này quả số 7 này. Quả số 7 cao 23 này, đường quả này to nhá. Cao 23 đường kính 10. Quả số 7 cao 23 đường kính 10, quả này 250k. 250k bởi vì quả này là phải tính tiền gỗ, bởi vì là gỗ nó nặng. Quả này nó rơi vào tầm khoảng 5 cân phôi rồi. 4 đến 5 cân phôi rồi, em chỉ tính một nửa trên phôi thôi.
4 đến 5 cân phôi mới tiện để một quả như này mọi người nhé, chứ không phải là 2 cân 3 cân gỗ mà tiện đâu nhá, tầm 4 đến 5 cân phôi mới tiện được đấy. Nó mất rất là nhiều gỗ bởi vì nó cái cẩm và toàn bộ nó rất là nhiều rác. Nó rất là nhiều rác mà mình tiện mình phải bỏ đi rất là nhiều rác thì nó mới còn được cái lõi tinh như này. Đây này. Bỏ đi cực kỳ nhiều rác luôn. 250k quả 7. Em sẽ đi tầm 10 quả. Quả 8 này, ui quả da báo đẹp chưa? Quả da báo đẹp chưa? Này mọi người này. Ui quả này da báo đẹp dã man luôn. Đặc xịt. 8. Cao 21. Đường kính 8. Quả này một trăm chín mươi k quả này, nói chung bán này không có công đâu, thật sự mọi người là không có công đâu, em bán thì đam mê thì bán thì còn không có công đâu. 190.000 một quả này là không có công, bởi vì gỗ này, công tiện này, sơn này, đóng bọc này, tất cả mọi thứ. Gỗ một cái quả như này em xin tỏ mọi người nó mất tầm khoảng hơn 100.000 tiền gỗ rồi, khoảng 100-120 tiền gỗ một quả như này rồi. Đấy, công tiện nữa, tiền sơn nữa, đóng bọc nữa. 190k thì quả này nổ luôn. Quả thứ mấy thì em? 8 hay 9 rồi? Đếm nhau. 9 rồi chứ. Đây, quả này quả 9, quả 10 là 2 quả to. Này, được một cặp không? Được, không, được một cặp đấy. Cái này được một cặp nhá, quả 9, quả 10 là một cặp. Đẹp lắm mọi người ạ. À. Hai quả này VIP luôn này. Đấy thì hai quả này thì này. Đúng một cặp luôn. Cao 28. Và đường kính 10. Quả 9 quả 10 là một cặp, mà quả này là cặp này là cặp này là 680k. 680k vì gỗ nó to, quả này thì xin cho mọi người là 680k mà chia ra thì nó có bao nhiêu? Có 340 một quả thôi. 340 một quả gỗ cẩm như thế này, anh em biết là quả này tầm một, chắc phải 6 cân gỗ mới tiện được một quả này. 6 đến 7 cân gỗ mới tiện vì nó rất là nhiều rác, đế đặc hết. Và có 340 quả này thôi. Anh em mua thì chương trình ủng hộ thì ủng hộ cả quả nhỏ và quả to. Thì thật sự là em bán thì em chỉ trông vào những quả to này thôi là còn được 20-30 hoặc được tầm khoảng 30 thôi, còn những quả nhỏ như thế kia thì là chắc chắn là âm đấy, âm không đủ, không có công đâu. Ok nhé. Ok, clip em mình xin dừng đây mọi người nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều, hôm nay cảm thấy khá muộn rồi, ngày mai sẽ có rất là nhiều hàng đẹp cho các bác ngắm. Mai rất là nhiều hàng đẹp mọi người. Hôm nay em xin dừng rồi đây, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bác buổi tối ngủ ngon. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc các bác buổi tối mọi người xem video hay như dành em mình hôm nay. Trên đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.